Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cửa Tùng TV của mình nhé. Buổi sáng hôm nay thì mình sẽ đi lao động. Hôm nay thì mình sẽ vun lại cho cây tiêu và các cây đinh lăng mà mình mới trồng nhé. Và mình sẽ chặt những cái đọt, cái ngọn cây mà để cho cây tiêu nó leo lên ấy. Ở đây mình gọi là cây cây mưng nhé, cái mức nhá, không phải là mưng mà mức. Thì mình sẽ chặt cái ngọn đi để cho tiêu nó lên cho nó đẹp. Thì cái cây mà để cho tiêu leo lên này, cái cây này thì về công dụng của nó thì để cho tiêu leo này, thứ hai là cái ngọn của cây ấy, thì cái đầu mùa hè hoặc giữa mùa hè nó nắng thì cái ngọn của cây đó nó sẽ giúp cho cây tiêu bị được che nắng, không bị khô héo và chết. Còn cái bắt đầu từ tháng 8, tháng 9 thì người ta sẽ chặt đi để cho cây tiêu phát triển và cũng là phòng chống bão gió để cây khỏi bị đổ. Bây giờ mình sẽ đi chặt những ngọn nhé. Thank you.
nghỉ thì đó, chiều lại. Mới làm ngoài vườn xong các bạn. Hôm nay thì trưa nay thì nhà mình sẽ có cà rô đồng các bạn. Cà rô đồng này là của một người bạn của mình, một anh bạn cùng làm việc với mình ấy. Anh có nên anh mới cho đấy. Cho thì hôm qua mình không làm, thì mình để hôm nay. Thì cà rô này mình sẽ làm sạch và sẽ chiên nhá. Chiên với lại mình để một ít kho để lấy cái nước kho chấm với rau sống mình nhặt ở ngoài vườn nhá. Rau thập cẩm sẽ ăn với rau sống chấm ngoài vườn đó. Rau má rồi rau đinh lăng rồi các loại. Rồi mình làm cá nữa nhá.
Rau mà mình vô cùng thích đây, rau hẹ. Rất thơm. Có câu gì nhỉ? Đàn ông ăn rau hẹ đàn bà ăn gì đó. Rồi, để lấy thêm một loại rau nữa này. Mình tiến hành rán cá nhé. Cá rô nhỏ nên là mình không làm kỳ mấy bạn, mình lấy ruột ra rồi. Cá rô đồng sạch nhỏ quá, mình sẽ chiên xù luôn, chiên này lên. Cá rô này mà chiên lên ngon lắm. Rau đây, rau ăn kèm. Mình sẽ rửa rau ăn kèm mình ngâm lên. Gồm có mấy thứ ăn rau bổ ngót này, rau hẹ này, rau má này, đinh lăng này, càng cua mình lấy ít thôi. Rau càng cua bên này, rau lá của cây cóc á. Càng cua mình ít ăn, mình rau càng cua thực ra ăn rất là tốt nhưng mà mình ít ăn nên mình ít lấy thôi. Mình rất thích rau má ăn sống rất là sướng, đắng đắng nhưng mà nó mát người. Rồi bỏ mỡ vào chiên nhá.
rán cá thì các bạn nhớ là để cho mỡ nóng rồi nhé, cá nó bị dùng. Rồi trong lúc đang đợi cá chín thì mình sẽ làm nước chấm cho cá nhé. Mình làm mắm chua ngọt thôi, đơn giản. Gồm có tỏi này, ớt này, tỏi này, gừng. Đấy, mình sẽ giã ra. Mình có thể đổ nước mắm ở đây, mình làm hỗn hợp cho nó ngon được.
Rồi, cá được hết rồi các bạn nhé. Đấy ra thôi. Giòn lắm. Giòn tan. Thật giòn. Cá này chấm với nước mắm chua ngọt rất ngon nhé. Rồi xong. Thơm phức. Đi rau sống cho ăn xem. Nó hẹn yêu thích. Xin mời các bạn dùng cơm nhé mình nhá. Hôm nay thì ăn cơm hay cà rô chiên đây. Thử tí nhá. Cà rô này cà rô nhỏ các bạn, cà rô đồng mà cà rô nhỏ mình có thể mình chỉ lấy ruột thôi và mình chiên luôn được. Đây thì mình rất thích ăn theo kiểu mà hái các loại rau mà đơn giản ở trong vườn thì mình các loại rau có sẵn ở trong vườn. Các loại cây mọc dại như rau má đây này. Ăn cũng rất là ngon. Đây mình sẽ quấn ăn thử nha. Mình sẽ quấn với lá củ quả cóc này. Của cây rau má này, cây linh lăng này. Rau càng cua này. Đó. Mình quấn vào xong là mình ăn thôi, bỏ cá vào. Quấn này. Mình chấm với nước mắm này. Nước mắm chua ngọt này. Đây. Xin mời các bạn nhé. Cà rô ăn giòn tan. Ăn với củ hành tăm ngon. Rất là ngon nhá. Mình có thể cuốn cà rô với này, các loại rau này ăn cũng ngon này. Hai mình có một cái kiểu ăn rất là thích, mình rất thích ăn ấy. Mình chỉ dùng mỗi rau thôi. Các loại rau có trong vườn đây. Đó. Mình cuốn lại linh tinh lại. Lấy các loại rau linh tinh lại. Đây. Nhìn này. Sau đó mình bỏ một củ hành tăm vào. Củ hành này nhá. Đấy, mình cuốn lại, mình chấm với nước mắm chua ngọt, mình ăn rất là ngon nhé. Cái tác dụng của củ hành này đấy, các bạn mà mọi người mà lao động mà ngoài vườn ngoài đất á, trời nắng á, mà mình ăn mình về mình ăn cơm mình ăn với kèm với mấy củ hành này vào thì sẽ có tác dụng là giải cảm nhé. Ví dụ như mình làm mình bị trúng gió hay là hơi đất á, hơi của mùi đất á. Nó sẽ rất dễ là mình sẽ dễ bị cảm á. Mình ăn này vào thì sẽ rất là tốt. Đây, mình hay thích ăn kiểu này. Ai ăn được cay thì kèm thêm quả ớt vào đây nữa, một miếng ớt vào đây nữa, rất ngon. Thử đã rô nhé. Mời các bạn. Cà rô này mình được một anh bạn đồng nghiệp cho đó. Cà rô giòn tan trong miệng không? Nhai được cả xương nhé, rất ngon. Rồi.
Các bạn xem kênh của mình, các bạn nhớ cho mình một like, một share, một cái đăng ký kênh. Và các bạn nhớ bấm chuông nhé, để nhận được những thông báo mới nhất mà mình có video ra. Mình rất mong là được sự theo dõi và động viên của các bạn nữa, bằng cách các bạn hãy cho mình một đăng ký kênh, một cái like nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.